chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại điểm bán đi ba cát thi nè các bạn. Lúc này là trời mưa rất là lớn luôn. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên kia là số lượng khách đang đứng chờ bánh tráng của đi ba cát thi đó các bạn. Ở giữa cái khu vực mà mọi người đứng là nó có một cái mái che để che mưa, và số lượng người đang đứng ở trong cái mái che đó là full luôn rồi, rất là đông luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua mình quay cảnh ở bên đó cho mọi người xem nhé. Còn nếu mà thấy mấy người không xếp hàng khu vô tại đây á, không tranh cãi giùm em, mình tranh cãi giùm em. Không cho mọi người xếp hàng có được. Dạ, bây giờ mọi người không có cái gì. Anh trang quà cái này. Tại cái thi đi, nó hơi đói một chút xíu. Nó hơi lộn xộn một chút xíu. Không cãi giùm em nha. Các bạn có thể thấy là ở đây là số lượng khách đang chờ bánh tráng của các thi rất là đông luôn nha cả nhà. Hiện tại phía bên ngoài là trời đang mưa, còn ở bên trong cái đây là có cái máy bạc nè, dùng để che mưa che nắng đó cả nhà, nên mọi người đứng ở bên trong đây sẽ không bị ướt đâu nha. Bánh tráng thì vẫn đang bán bình thường nha cả nhà, vẫn là mọi người vẫn xếp hàng, bánh tráng vẫn đem ra và mỗi người sẽ được mua 2 phần. Lúc này thì các thi đã vào trong chuẩn bị bánh tráng nên chưa có mặt tại đây nha cả nhà. Dạ. Bây giờ mọi người ơi, đứng ngay hàng thẳng lối giùm em. Em muốn khóc quá à. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên ngoài là mưa rất là lớn. Mưa bạc vào bên trong bạc luôn nè mọi người. Có lẽ là các bạn mà đứng sát sát cái mép bạc này nè là đều sẽ bị mưa tạt ướt hết. Mấy em này đi cô ơi. Mấy em này nè. Rồi, cô em này mấy con. Anh ơi, có tiền gì em lên 21 quá. 21 rồi hả? Chết già quên. Đi má lạ cho mọi người. 21. 21 có lại như ta. Em gửi hả? Hiện tại trời đang mưa, ở trong cái bạc này tình hình buôn bán trở nên khá là hỗn loạn luôn nha mọi người. Do trời mưa nên cái sự sắp xếp cũng như là mọi người chen lấn hàng khó mà kiểm soát được. Hiện tại là trời mưa rất là lớn luôn rồi mọi người. Các khách xếp hàng mua bánh tráng ở trong này khi mà mua xong người ta cũng không thể nào ra khỏi cái bạt này hết. Người ta phải đứng tép vào một bên vì bây giờ chỉ cần bước ra một cái thôi là người sẽ ướt tầm tã luôn mọi người. Các bạn có thể thấy là mấy bạn này mua bánh tráng xong rồi thì mấy bạn vẫn đứng ở bên trong này
tại vì phía bên ngoài mưa rất là lớn. Nếu mà từ bên này á, mà mình chạy qua cái mé tiệm bán nước á, thì cũng chắc chắn là sẽ ướt luôn. Có tiền lẻ đâu, bây giờ em hết tiền lẻ luôn. Ờ, hai phần chia ra cho ta. Tại chị mua quá, anh chị không sắp hàng được. Rồi, cho chị này hai phần. Chị ơi, có tiền lẻ đâu. Dạ rồi nha, dạ đợi em một tí. Rồi từ từ nha, từ từ để phân tích nha. Lại bắt đầu từ anh này tới anh này. Rồi sau em mới kéo ngược lại. Rồi tới mấy chị ở đây nha, không cảnh như vậy. Rồi có hai phần đây. Dạ, ba phần đây anh ơi. Dạ, đợi một tí. Anh ơi, em đợi cho mọi người có thể thấy là bây giờ ở phía bên trong cái màn bạc che mưa che nắng này nè các bạn, hiện tại thì đã quá tải rồi, số lượng khách đứng là chen không còn chỗ luôn, không còn chỗ để đứng luôn, chỉ cần có thêm khoảng chừng khoảng 10 người hoặc 20 người nữa thôi thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà chen vào trong này được nữa rồi. Còn một phần ạ, có ai một phần không? Không đúng không ạ? Rồi chậm. Bé không làm dễ sao. Rồi nha, bây giờ. Rồi, bây giờ tới chị này, anh này. Nha. Rồi tới này xong rồi em mới kéo từ đầu này. Rồi, đó lại. Bây giờ anh chị ơi, thông cảm cho em hết bánh nha. Thế hệ cứ đợi, thấy mọi người đợi em xót lắm chứ bộ. Hiện tại phía bên ngoài là mưa rất lớn và gió rất to nha mọi người. Giờ cũng vô rồi. Đây mưa quá xách bánh cà sợi ướt cái gò bánh về đấy. Cho mọi người ăn không ngon lắm.
Nói chung bây giờ là tôi quay bớt cái khúc đằng sau của tôi là tôi khỏe. Tại tôi thấy mọi người đứng che mưa cho tôi. Chị đứng chút vô đi chị. Anh chị đứng chút vô.